Sáng 5 tháng 6, khi đi qua bãi đất trống ở đường số 5 phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, người dân nhìn thấy một thi thể người đã cháy đen, sau đó báo cho công an. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân được xác định là nam giới, chết trong tư thế nằm ngửa, trên người không có giấy tờ. Hiện trường là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Sau khi khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra. Ngày 5 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Tâm, 21 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về hành vi cố ý gây thương tích. Bước đầu, Tâm khai nhận được một tài khoản Facebook lạ nhắn tin thuê chém bảo vệ một doanh nghiệp với giá 5 triệu đồng và Tâm đã đồng ý. Để thực hiện hợp đồng, ngày 1 tháng 5, Tâm điều khiển xe mô tô mang theo dao tự chế dài khoảng 40cm đến khu vực nuôi cá của doanh nghiệp tại xã Bình Phú, rồi chém nhân viên bảo vệ tên N, 48 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, nhiều nhát vào người gây thương tích. Sau đó rời khỏi hiện trường, Tâm ném bỏ con dao trở về nhà ngủ. N được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau nhiều ngày lẫn trốn, biết khó thoát khỏi sự truy tìm của cơ quan chức năng, Tâm đã đến công an đầu thú. Sáng 5 tháng 6, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ cháy hai phân xưởng của hai doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa, đồ gia dụng gây thiệt hại nhiều tài sản. Theo đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 6, ngọn lửa bùng lên gây cháy lớn ở nhà kho và phân xưởng sản xuất của hai doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhận được tin báo, xe chữa cháy khu công nghiệp huyện Đức Hòa và cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để dập lửa. Do vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên các đơn vị chữa cháy phải nỗ lực khống chế ngọn lửa. Sau hơn 24 giờ vẫn còn âm ỉ bên trong. Dự kiến ngày mai 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House và các đơn vị liên quan từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Các bị cáo bị đề nghị truy tố các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trong số các bị cáo bị truy tố có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Các bị cáo còn lại là cán bộ công chức Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng xét xử xác định Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức House là bị hại và đã triệu tập đại diện hai cơ quan để tham gia phiên tòa. Đồng thời triệu tập hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thành phố Hồ Chí Minh, gần 250 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, 55 luật sư tham gia phiên xét xử. Cáo trạng cho biết từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng sinh năm 1974 được xác định là người cầm đầu đang bị truy nã, đã chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa. Thủ Đức House sau đó lập nhiều bộ hồ sơ gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng. Sau đó Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thủ Đức House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng. Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an các tỉnh phía Bắc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Có nhiều đối tượng tham gia đưa ma túy từ Lào về Điện Biên và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ với thủ đoạn hết sức tinh vi, khép kín. Theo đó, vào lúc 15 giờ 5 phút ngày 2 tháng 6 tại khu vực bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, các tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Sùng A Só, sinh năm 1987, trú tại bản Ca Tâu, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét, lực lượng công an thu giữ 7 bánh heroin với khối lượng khoảng 2,5 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Khi bị phát hiện bắt giữ, Sùng A Só đã hung hăng chống trả nhưng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ. Cùng thời điểm, một tổ công tác cũng đã bao vây và bắt giữ đối tượng Sùng A Vừ tại bản Ca Tâu, xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông cùng tham gia vận chuyển ma túy với Sùng A Só. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Lường Thị Thân, sinh năm 1975, trú tại bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, cũng là đối tượng trong đường dây thường xuyên mua bán ma túy với Sùng A Só. Khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 6, người dân đi câu cá ở hồ nước trong nghĩa trang Hóa An thuộc phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện một thi thể dưới hồ. Nạn nhân là nam giới lớn tuổi, trên người không mặc quần áo, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Một số người sau đó tới nhận ra chiếc áo, vật dụng giống của ông Đê, 80 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, đã đi khỏi nhà 2 ngày nay. Thi thể nạn nhân đã được chuyển vào nhà xác để khám nghiệm tử thi.